Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng gặp nhau trong thời lượng của kênh Thời sự TV. Hé lộ kế hoạch ba bước xâm chiếm Ukraine của Nga, liệu có đáng tin? Tờ báo của Đức mới đây hé lộ thông tin ẩn danh về kế hoạch ba bước xâm chiếm Ukraine của Nga. Kế hoạch ba bước nốt chọn Ukraine. Trước đó, hai hãng truyền thông Mỹ tuyên bố rằng Nga đang tìm cách tập trung khoảng 175.000 quân ở biên giới với Ukraine chuẩn bị cho một cuộc tấn công quân sự nhằm vào nước này Phía Nga liên tục bác bỏ điều này và lên án những tờ báo đưa tin này là gây sợ hãi. Tờ bay của Đức dẫn các nguồn tin an ninh NATO và tình báo Ukraine cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có một kế hoạch sẵn sàng được cất giữ trong ngăn kéo cho một cuộc tấn công xâm chiếm 2 phần 3 lãnh thổ Ukraine. Các nguồn giấu tên nói rằng ông Putin vẫn chưa quyết định thực hiện kế hoạch này hay không. Tờ bay cũng trích dẫn các đánh giá của tình báo phương Tây cho rằng cuộc tấn công có thể bắt đầu vào khoảng tháng 1 đến tháng 2 năm 2022 nếu như NATO và Ukraine không đáp ứng những yêu cầu của Điện Kremlin. Trong số các yêu cầu của phía Nga, có bao gồm việc ngừng hoạt động tấn công miền đông Ukraine cũng như cấm Ukraine gia nhập NATO. Theo những nguồn tin giấu tên từ NATO chia sẻ với tờ Bay, kế hoạch xâm chiếm Ukraine của Nga gồm 3 giai đoạn. Trong giai đoạn đầu, các lực lượng Nga đang triển khai ở bán đảo Crimea sẽ tấn công vùng phía nam Ukraine, phối hợp với đổ bộ đường biển vào Odessa, cũng như lực lượng đặc nhiệm đổ bộ đường không xuống Kherson, Mục đích của các cuộc tấn công này được cho là nhằm cắt đứt nguồn cung cấp hậu cần bằng đường biển cho Ukraine. Sau đó, quân Nga sẽ tiến dọc theo đường sông Dnieper, chiếm các cây cầu qua sông, cắt đứt các lực lượng Ukraine ở phía đông khỏi nguồn cung cấp hậu cần từ phía tây. Trong khi đó, các lực lượng vũ trang được triển khai trên lãnh thổ các nước Cộng hòa Nhân dân tự xưng ở phía đông sẽ đồng loạt tấn công quân đội Ukraine và tiến tới khu vực Zaporizhia và sau đó hướng tới Crimea. Giai đoạn thứ hai chủ yếu dựa vào phản ứng của cộng đồng quốc tế và sự thành công của giai đoạn đầu. Xe tăng và không quân Nga sẽ vượt biên giới Ukraine theo đường Rukhan và Kharkov để chiếm các thành phố Dnipro và votava Giai đoạn thứ ba và cũng là cuối cùng sẽ bắt đầu bằng việc bao vây Kiev. Lực lượng bao vây thủ đô Ukraine sẽ được điều động qua ngã Belarus. Tuy nhiên, trong một số tình huống, việc chiến Kiev có thể tiến hành ngay từ khi bắt đầu chiến dịch. Một nguồn tin nói với tờ Bay rằng phía Ukraine sẽ tiến hành phòng ngự nhưng chắc chắn sẽ thua lực lượng mạnh hơn gấp bội của Nga. Nga phản pháo bác bỏ mọi cáo buộc. Thông tin của tờ bài tiếp đối các cáo buộc của Washington Post và AP, trích dẫn các nguồn ẩn danh trong tình báo Mỹ, cả hai hãng tin đều cho rằng Nga có kế hoạch triển khai tới 175.000 quân để kế hoạch tấn công lãnh thổ Ukraine. Bình luận về những báo cáo này, tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố rằng ông sẽ gây rất rất nhiều khó khăn cho Nga khi tấn công nước láng giềng phía Tây, cũng như hứa rằng sẽ có một cuộc thảo luận lâu dài với ông Putin về tình hình Ukraine. Điện Kremlin đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc rằng Nga gây ra mối đe dọa quân sự đối với các nước láng giềng. Nước này cho rằng đang có một chiến dịch tin giả nhằm vào Moscow. Nga tiếp tục nhấn mạnh rằng việc di chuyển quân đội trên lãnh thổ có chủ quyền của mình là điều không cần quan tâm và không nên lo lắng. Đồng thời, Điện Kremlin liên tục tố cáo những nỗ lực của một số nước phương Tây nhằm bơm vũ khí cho Ukraine khuyến khích nước này sử dụng vũ lực để giải quyết xung đột vũ trạng nội bộ thay vì sử dụng đàm phán và ngoại giao